Ariston là một thương hiệu đến từ Ý và đã xuất hiện tại Việt Nam hơn 30 năm. Nhắc đến hãng, người dùng sẽ nghĩ ngay đến những chiếc máy nước nóng cao cấp. Và dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, Ariston luôn được người tiêu dùng tin tưởng nhờ vào khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả, bền bỉ cũng như là hiệu suất làm việc cao. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho mọi người một sản phẩm máy nước nóng tắm gián tiếp của hãng có mã là SL230LUXDAG+. Hãy cùng mình đi khám phá sản phẩm nhé. Và khi mọi người khui hộp thì đây sẽ là một số linh kiện đi kèm nha. Đầu tiên đó chính là một chiếc van khóa như thế này. Thứ hai là một số chiếc ốc vít để mọi người có thể gắn vào bát và treo sản phẩm lên tường. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cũng như là phiếu bảo hành. Và cuối cùng nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy nước nóng gián tiếp. Kích thước bên ngoài của sản phẩm, chiều cao là 34,5cm, chiều dài là 74,6cm và chiều sâu là 30,2cm. Cân nặng của sản phẩm là 15kg nha mọi người. Về tổng quan thiết kế bên ngoài, sản phẩm máy nước nóng tắm gián tiếp của Ariston có thiết kế hình hộp chữ nhật rất là thanh mảnh và hiện đại nha mọi người. Màu sắc đen và trắng kết hợp, sang trọng như vậy nên sẽ dễ dàng phối hợp với mọi không gian trong nhà tắm của bạn. Lớp vỏ của sản phẩm được làm bằng nhựa ABS cao cấp, có độ bền cao, hạn chế trầy xước và dễ lau chùi cũng như là chịu lực và chịu nhiệt tốt. Máy nước nóng gián tiếp được thiết kế để sử dụng cho những khu vực có khí hậu lạnh như là miền Bắc hoặc những nơi có nhiệt độ thấp hơn 20 độ C. Đặc điểm làm nóng, máy có khả năng làm nóng nhanh chóng với công suất hoạt động lên đến 2500W và có thể gia nhiệt nước lên đến 80 độ C. Dung tích bình chứa là 30 lít, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cũng như là tắm rửa vệ sinh hàng ngày cho những gia đình có từ 3 đến 5 thành viên. Lòng bình của máy tráng men titan siêu bền, chống rỉ sét tốt, đảm bảo vệ sinh cho nguồn nước và giữ nhiệt hiệu quả. Sản phẩm được trang bị các chế độ vô cùng an toàn cho người sử dụng bao gồm cầu dao chống giật LCB, tự động ngắt nguồn điện khi phát sinh sự cố rò rỉ hoặc là bất ổn định của nguồn điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng chống cháy nổ và tránh hư hại thiết bị. Relê điện tử TDSE hoạt động chuẩn xác, tự ngắt nguồn điện khi phát hiện nhiệt độ nước trong bình quá cao để tránh tình trạng đun khô gây hư hỏng và nguy hiểm. Van xả áp an toàn, giúp giải phóng áp suất nước trong bình chứa khi phát hiện áp suất vượt qua mức cho phép. Vỏ máy chống thấm nước chuẩn IPX1, chống được nước nhỏ giọt theo phương thẳng đứng, bảo vệ các linh kiện bên trong khi sử dụng ở môi trường ẩm ướt như nhà tắm. Với máy tắm nước nóng gián tiếp 30 lít Ariston SL230LUXDAG+, nhà tắm của bạn sẽ trở nên sang và đẹp hơn. Nhu cầu tắm rửa và vệ sinh hàng ngày sẽ được đáp ứng tốt. Đặc biệt, chế độ làm nóng an toàn, nguồn nước sạch khuẩn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá mà bạn không thể nào bỏ qua. Và tóm tắt thông tin chi tiết sản phẩm mình sẽ để phía bên trên của màn hình cho mọi người tham khảo. Link sản phẩm và link website mình sẽ để ở phần mô tả, mọi người nhớ xem qua nha. Và hiện tại thì máy tắm nước nóng gián tiếp đang được bảo hành chính hãng 24 tháng cũng như là 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 30 ngày. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.